Vâng, mọi người cứ thử đi ạ, thử thoải mái ạ. À, hiện nay những chú lân của chúng ta đã di chuyển xuống sân khấu chính để phục vụ kiến sát lại với quý vị, quý du khách gần xa để biểu diễn những màn biểu diễn vô cùng đặc sắc phục vụ quý vị khán giả. Quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng nổ những tràng pháo tay thật lớn để cùng động viên cho những chú lân của chúng ta này. Múa lân sư rồng là môn nghệ thuật dân gian thường xuất hiện trong những dịp lễ hội, đặc biệt là Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Tiêu và Tết Trung Thu hàng năm. Vì theo quan niệm dân gian thì ba con vật này tượng trưng cho sự thịnh vượng, phát đạt, hạnh phúc. Và khi có ba con vật này xuất hiện thì mọi việc trong năm đều được may mắn, thuận lợi. Theo truyền thuyết, vào thủa khai thiên lập địa, có một con thú trông thật dữ tợn và hung ác, ăn thịt người, năm nào cũng vậy, cứ đến rằm tháng riêng là xuất hiện, tác oai, tác quái, làm cho dân làng hoảng sợ. Bỗng một ngày nọ, có một nhà sư đến giúp dân trừ ác thú. Nhà sư cho một đệ tử bụng to, mặc bộ đồ đỏ rực, tay cầm chiếc quạt thần thất liên tục để xua ác thú, và một số đệ tử khác thì giống trống, sợ bỏ chạy. Nhân dân yên ổn làm ăn, mùa màng bội thu và nhà nhà đều no ấm. Cho một đỉnh bằng bộ đồ đỏ rực, tay cầm khúc quạt thần quất liên tục.